Làng gạch đỏ Mang Thít, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đây là nơi làm việc nhiều năm qua của chị Biện Thị Sương, một người phụ nữ mới ngoài 30 tuổi. Công việc của chị từng bắt đầu từ 7 giờ sáng và kéo dài đến khoảng 16 giờ chiều, trong bầu không khí lúc nào cũng khó chịu và bức bối. Công việc của chị là giữ lò và chở gạch đi phơi. Dự kiến mẻ nung lần này sẽ cho ra lò khoảng 120.000 viên gạch. Làm được 6-7 năm rồi, nhưng mà cực dữ lắm, làm chân tay chân nó có cục hết trơn vậy nè. Tiền lẹ, có công chuyện, đừng có tiền đừng nuôi con chứ, giờ như con đi làm công ty rồi về tối rồi đâu, bằng ngày đâu có ai giữ con đâu, giờ mình làm tối chiều về mình giữ nó được. Đa số nhân công làm tại các lò gạch là phụ nữ, tuổi đời đều ngoài 30. Công việc ở các lò gạch khá vất vả, khối lượng công việc lớn với nhiều công đoạn, từ cho đất vào máy ép khuôn, cắt gạch, đem gạch đi phơi, cho đến chở gạch xếp vào lò, giữa lò. Khâu nào, phụ nữ cũng đảm nhận được. Nói chung ở đây làm lao động chân tay thì đàn ông làm gì mình làm cái đó được luôn. Mình cũng làm ngang sức với người ta luôn á. Chứ không có ai gánh nặng hết trơn á. Giống như người ta lên lò được thì mình vẫn lên lò được thôi. Mình vẫn kéo nặng giống người ta nói. Chiếc xe 200-300 ký đó. Còn với mưu sinh mà mình phải gán làm kiếm tiền chứ giờ đi đâu cũng vậy hả. Tuy nhiên, nghề phu gạch cũng có mùa. Mùa nắng nóng, việc nhiều, thu nhập còn khá. Còn mùa mưa, chị em phải tìm thêm việc khác để làm, để trang trải cuộc sống. Công việc vất vả là vậy, nhưng thu nhập chỉ chừng hơn 100.000 đến 200.000 đồng một người một ngày. Cũng cực chứ lắm, tại vì khâu vô, rồi khâu ra, rồi khâu chạy gạch. Nó nhiều khâu. Làm sơn gốm này lâu rồi, công việc chính là hộ bên đậm chụm lò. Một tháng là em làm là 5 triệu. Những công việc nặng nhọc này ngỡ chỉ cánh đàn ông mới làm được. Vậy mà những phụ nữ ở làng nghề gạch cổ Mang Thít cũng chẳng nề hà vì một cuộc mưu sinh.